Vâng, chiều nay thì đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Nhiều người dân đã di chuyển về quê hoặc đi du lịch. Vì thế mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở các cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội đã trở nên đông đúc hơn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ được kết nối với phóng viên Thanh Trà để phản ánh tình hình trực tiếp từ địa điểm. Xin được mời chị Thanh Trà. Xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực đường ngã tư Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi, và theo những ghi nhận của phóng viên tại đây thì khu vực này sau 4 rưỡi chiều thì lưu lượng giao thông ở đây đã bắt đầu đông đúc trở lại. Tuy nhiên là không có sự ùn tắc. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để chủ động hướng dẫn phân luồng. Và cũng như theo ghi nhận của phóng viên thì ngay trong bến xe nước ngầm từ sau 4 rưỡi chiều thì lượng khách đã tăng trở lại, tăng khoảng 30%, và lượng khách chủ yếu tập trung di chuyển đến các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Bên cạnh đó thì mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng ra văn bản yêu cầu tăng cường các thông tin để tuyên truyền cụ thể về các tình hình bến xe cũng như là các chuyến xe đến cho người dân. Thì bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng ra thông báo để các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý những thông tin liên quan đến nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm, nhất là trong dịp lễ Dỗ Tổ và cũng như trong dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Vâng, xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ hiện trường của phóng viên Thanh Trà.